và lấy răng cho sạch đi nhá, chống hết vi khuẩn đi nhá, được chưa? Con không đánh chịu, có đánh răng là sâu răng đấy, sâu nó cắn răng đau ấy, nào đấy. Rồi, ba lấy nước súc miệng nha. Rồi, để ba lấy nước và đánh cho con súc miệng nha. Rồi. Wow, súc đi con. Rồi, ba xả nước nha. Ba rửa mặt cho con. Lau mặt đi cho. Rồi đưa tay cho bác. Lau tay. Rồi đưa tay bên này cho bác. Tay bên này đây. Rồi sạch rồi con. Ba lấy nước rửa mặt sạch cho con rồi đấy. Bây giờ con đi ra trước để ba lấy nước rửa mặt nha. Đi, con đi ra trước đi. Linh ơi, mà đánh răng xong rồi con. Làm gì đấy con? Mấy kẹo ăn à? Vừa ăn nhiều thế. Vừa ăn đầy mồm thế này. Kẹo ăn nhiều không tốt đâu nhá, ăn vừa phải thôi. Cứ ăn thế thôi nhá, không ăn nữa. Nha. Ăn nhiều kẹo là sẽ sâu răng đấy. Không là nó hỏng răng nhá, con sâu nó đục răng, con là đau răng không chịu được. Đi ra đây với ba. Giờ đây để ba đi nấu ăn sáng cho con ăn nhá. Ăn bánh mì với trứng nha. Con nấu bánh mì trứng cho con ăn nhá. Ra ghế ngồi chờ ba để ba đi nấu. Đây bây giờ dịch nha. Dịch ngoan dịch ngồi đây nhá. Để ba đi nấu ăn nhá. Ngồi đây ba lấy đồ chơi cho chơi. Ngồi ngoan ở đây chơi nhá. Đây, đồ chơi con đây. Đấy, bây giờ ngồi ngoan ở đây chơi đồ chơi để ba đi nấu ăn nhá. Được chưa? Không ra lấy kẹo ăn nữa đâu nhá. Ăn vừa phải thôi, không là sâu răng đấy. Ngồi ngoan đây chơi đồ chơi.
ba vừa dặn nào dích? Hả? Ba vừa dặn ngồi trên kia chơi cơ mà. Sao lại trèo lên lấy kẹo ăn rồi? Lại đánh đổ hết kẹo của ba ra đây rồi. Hả dích? Ba dặn nào? Ăn nhiều kẹo nó sâu răng thì làm sao? Dích không nghe lời ba à? Ba dặn như thế con không nghe lời à? Hả? Sau này nếu nó sâu răng thì làm sao? Giờ không ăn nữa, đứng lên. Đứng lên là hai ba con mình dọn đi. Không đi ra ba cho ăn bánh mì nhá. Không ăn nhiều kẹo nữa. Vừa có bảo ngồi kia thư mà. Nó đứng lên để ba dọn đi, không ăn nữa. Đứng lên. Bắn hết kẹo rồi, lấy kẹo đâu mà ăn nữa. Bây giờ ba dặn Dích này, từ lần sau á, đồ mà ba chưa cho ăn hay là ba chưa cho nghịch đến thì con không được đụng đến đâu nha. Không phải là ba không cho ăn cho con ăn, mà kẹo này con ăn nhiều đến lúc là nó bị sâu răng nhá. Biết chưa? Bây giờ ba cất kẹo đi, từ lần sau nhớ là không được ăn nhiều kẹo như này nữa nhá. Bây giờ đi ra đây với ba để hai ba con làm bánh mì xong để ăn nhá. Nào, đi lên đây. Đi ra đây để làm bánh mì. Bây giờ con ngồi ngoan đấy nhá. Ngoan đây để ba đi lấy trứng, lấy bánh mì lại làm cho con ăn nhá. Ngoan đấy. Đây, ba làm xong bánh mì lấy trứng từ nãy rồi. Ra mình gọi con ra thì lại thấy con đánh đổ kia đấy. Mình thì cái này để ba làm đâu. Ba hướng dẫn con nhá. Sau này lớn con biết làm nhá. Cho trứng vào trước đấy. Được chưa? Bây giờ bác sẽ cho ăn nhé. Ngồi đây để bác cắt ra cho. Bác cắt nhỏ ra cho dễ ăn nhé. Rồi để bác cắt vào bát nữa. Từ bình tĩnh nào.